công ty VisaLink tổ chức. Tôi là Ngọc Huyền, chuyên viên tư vấn tuyển dụng của VisaLink. Tôi là người đã đồng hành cùng với dự án 300 kỹ sư Việt Nam tại Nhật Bản vào năm 2018. Và tôi rất vui và hân hạnh sẽ được đồng hành cùng các bạn trong dự án 1.000 kỹ sư Việt Nam tại Nhật Bản vào năm 2019 tới đây. Vâng, năm 2018 với sự ủng hộ nhiệt tình từ các bạn kỹ sư, dự án 300 kỹ sư Việt Nam làm việc tại Nhật Bản đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Dự án đã thu hút hơn 1.000 các bạn ứng viên quan tâm, hơn 500 bạn ứng viên đã gửi đơn ứng tuyển và 300 bạn kỹ sư đã thực hiện hóa được ước mơ sang Nhật của mình. Tiếp nối thành công này, năm 2019, VisaLink khởi động dự án 1.000 kỹ sư Việt Nam làm việc tại Nhật Bản nhằm giúp đỡ hơn 1.000 các bạn kỹ sư có thể ứng tuyển và làm việc tại Nhật Bản. Và để hiểu rõ hơn về chương trình này, chúng ta hãy cùng gặp gỡ với chị Trần Thị Khanh, CEO của công ty VisaLink cổ phần liên kết Việt Nhật để hiểu hơn nhé. Bước sang năm thứ 2 triển khai dự án, chúng tôi đã nghiên cứu và cải thiện nhiều điều kiện để phù hợp hơn với các bạn kỹ sư, giúp các bạn có lộ trình đạt được thành công một cách nhanh nhất. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các chương trình đào tạo để bạn hoàn thiện mọi kỹ năng về ngoại ngữ, tư duy, bản lĩnh của các bạn kỹ sư trước khi đến với nhà tuyển dụng. Thứ nhất là chương trình tiếng Nhật đặc biệt giúp các bạn nói được tiếng Nhật ngay lập tức thông qua các bài hội thoại thực tế. Các bạn sẽ được luyện phản xạ cùng với giáo viên người Nhật ngay từ đầu, song song với việc học ngữ pháp từ mới, giúp các bạn có cái phản xạ với các cuộc hội thoại. Thứ hai là chương trình đào tạo kỹ năng mềm cần thiết để trở thành ứng viên chuyên nghiệp như kỹ năng viết CV, kỹ năng phỏng vấn, tác phong phỏng vấn. Thứ ba là chương trình huấn luyện, đó là tư duy giải quyết vấn đề, kỹ năng thiết lập mục tiêu, các quy tắc ứng xử trong môi trường làm việc của Nhật Bản, các kiến thức về đất nước, con người của Nhật Bản nhằm giúp các bạn hòa nhập và nhanh chóng thành công trong môi trường tại Nhật Bản. Chúng tôi cam kết hỗ trợ đầu ra giới thiệu việc làm tại Nhật Bản hoàn toàn miễn phí. Như tôi vừa chia sẻ, tham gia vào dự án 1.000 kỹ sư Việt Nam tại Nhật Bản, bạn không chỉ được học tiếng Nhật mà bạn còn được huấn luyện để đạt được những kỹ năng mềm, rèn luyện được tác phong làm việc tại Nhật Bản, giúp các bạn tự tin thể hiện được bản thân, phỏng vấn bằng tiếng Nhật. Do vậy, gần như chắc chắn các bạn tham gia vào dự án 1.000 kỹ sư Việt Nam tại Nhật Bản sẽ ứng tuyển thành công. Chúng tôi cam kết hỗ trợ cho đến khi bạn thành công thì thôi. Để tham gia vào dự án 1.000 kỹ sư Việt Nam tại Nhật Bản, bạn chỉ cần là thứ nhất là sinh viên, người đã tốt nghiệp theo học các trường đại học trên toàn quốc. Thứ hai, theo học chuyên ngành kỹ thuật như là cơ khí, điện, điện tử, xây dựng, công nghệ thông tin, hóa, vật liệu và một số các ngành kỹ thuật khác. Các bạn có nguyện vọng làm việc tại Nhật Bản dưới hình thức kỹ sư trình độ cao và làm việc lâu dài tại Nhật Bản. Để đảm bảo chất lượng dự án cũng như thực hiện được mục tiêu của các bạn kỹ sư, các bạn học viên cần cam kết. Thứ nhất là luôn chăm chỉ, cầu tiến và không bỏ cuộc. Thứ hai đó là thực hiện các nội quy của lớp học như hoàn thành bài tập, học từ mới, không nghỉ quá số buổi quy định. VisaLink cũng đưa ra các yêu cầu đối với các công ty tuyển dụng là: thứ nhất là coi trọng nhân tài đến từ Việt Nam. Thứ hai, không phân biệt đối xử về lương thưởng, cơ hội thăng tiến giữa người Việt và người Nhật. Vừa rồi chị Trần Thị Khanh đã chia sẻ rất chi tiết về dự án 1.000 kỹ sư Việt Nam làm việc tại Nhật Bản. Để tham gia vào dự án, các bạn làm theo hai bước sau đây.